Và bây giờ đó thì Ilan xin gửi tới tiếp tục một bài hát kế tiếp. Bây giờ quý vị thấy đó, ban nhạc tự nhiên vơi vơi đi mà có một người rất là đẹp trai bước ra sân khấu với Ilan đây, mà anh lại leo lên cái chiếc ghế này. Đáng lý ra phụ nữ được ngồi phải không ạ, nhưng mà Ilan lại phải đứng thôi, là bởi vì anh ôm chiếc đàn guitar. Bài hát này rất đặc biệt, Ilan xin gửi đến quý vị chỉ có tiếng đàn guitar và tiếng hát của Ilan thôi. Mà đây là một trọng trách rất lớn để hai chị em chúng tôi gửi đến quý vị bài hát này, bởi vì trong căn phòng của chúng ta đã cả ngàn ngàn khán thính giả mà chỉ có hai âm vang, tiếng hát và tiếng đàn guitar, không có sự hỗ trợ của nguyên một cái ban nhạc to lớn thế kia. Cho nên Ilan xin quý vị hãy lắng động tâm hồn của mình để cho Ilan được có cái giây phút thăng hoa cùng âm nhạc với một người guitarist tên của anh là Thái Đặng. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Thái Đặng. Chiếc lá cuối cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh xin gửi đến tất cả quý vị. Qua chiều mặt trời xa vượt xa, một đàn chim cánh nhỏ chờ mưa xa, chiều vào thu tiếng đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi, chiều buồn ngay cũng đưa chiều vào tôi, mím môi cười mà nhớ về một đêm xuân xa, em thì thầm ngày đầu tiên anh thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộc vàng đâu bên xuân xanh, mộc tràn ngập đêm trăng thanh sau đi chơi từng chiếc năm nay, rồi một chiều giấc thơ chín cho lòng đêm xuân xa,
chân thật mùa đã thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng mơ đôi bên xuân say. Mộng tràn ngập đêm trăng xa, sao đây trời từng chiếc lấp lại. Rồi một chiều xuân thơ chín tràn lòng về. Để trình diễn với quý vị thì y phục của Y Lan nó phải phù hợp với lại bài hát đó, thì quý vị mới có thể cảm động được cái âm nhạc mà Y Lan muốn gửi đến quý vị. Và bài hát sau đây Y Lan không mặc chiếc áo dài này được, mà phải mặc một cái gì nó khác để nó phù hợp hơn. Tùy quý vị quyết định cho Y Lan, cho nên đợi chút nha, đừng có đi đâu nha. Tôi biết là có nhiều vấn đề cần phải giải quyết lắm chứ phải không? Thế nhưng mà ráng chút xíu thôi, quý vị sẽ vui lắm nha. Y Lan trở lại với quý vị ngay, đừng có đi đâu ha. Nhớ nha. Yes or no? Yeah. Cảm ơn quý vị.